Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Khi mới thành Phật, ta quán nghĩa này, ngồi yên tĩnh tư duy, chẳng muốn nói pháp. Ta nghĩ, pháp của ta sâu xa, chẳng phải các thế gian có thể tin nhận nhanh chóng. Pháp ta chứng chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Pháp này sâu xa, chẳng phải năng chứng, chẳng phải sở chứng, không nơi chốn chứng, không thời gian chứng, và do đây chứng, cũng chẳng thể đắc. Tiên tử nên biết hư không sâu xa nên pháp này sâu xa, ngã sâu xa nên pháp này sâu xa, tánh tất cả pháp không đến không đi nên pháp này sâu xa. Khi ấy các thiên tử bạch Phật, thật lạ thay kính bạch Thế Tôn, pháp Phật thuyết tất cả thế gian rất khó tin hiểu. Pháp Phật thuyết không thủ không xả, hữu tình thế gian lại hành thủ xả. Phật bảo các thiên tử, đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, pháp Phật thuyết sâu xa vi diệu, đối với tất cả pháp đều có thể tùy thuận, không có sự chướng ngại, đồng như hư không. Pháp Phật thuyết hoàn toàn không sanh, vì tất cả pháp sanh không thể đắc vậy. Pháp mà Phật biết hoàn toàn không nơi trốn, vì tất cả nơi trốn đều chẳng thể đắc vậy. Phật dạy, này thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Các thiên tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại đức thiện hiện là chân Phật tử, từ Như Lai sanh, vì những gì Ngài nói đều tương ưng với không vậy. Thiện hiện bảo các thiên tử, các ông nói ta từ Như Lai sanh, thế nào là thiện hiện từ Như Lai sanh, nghĩa là từ chân như của Như Lai sanh vậy, vì tất cả pháp sanh chẳng thể đắc vậy, nên chân như của Như Lai không đến không đi, bản tánh chẳng sanh, chân như của thiện hiện cũng không đến không đi, bản tánh chẳng sanh, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chân như của Như Lai chính là chân như của tất cả pháp, chân như của tất cả pháp chính là chân như của Như Lai, chân như của Như Lai không có tánh chân như, cũng chẳng không có tánh chân như thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chân như Như Lai không biến đổi, không phân biệt khắp tất cả chỗ, chân như thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chân như Như Lai lấy thường trụ làm tướng, nên không có sở trụ, chân như thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chân như Như Lai không có sự chướng ngại, chân như tất cả pháp cũng không có sự chướng ngại, chân như thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chân như Như Lai cùng chân như tất cả pháp đồng một chân như, không hai không khác, không tạo không tác. Chân như của Như Lai luôn luôn là tướng chân như, không lúc nào là chẳng phải tướng chân như. Thế nên chân như không hai không khác, chân như thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chân như Như Lai đối với tất cả chỗ không nhớ nghĩ không phân biệt, chân như tất cả pháp đối với tất cả chỗ cũng không nhớ nghĩ không phân biệt, chân như của thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chân như Như Lai không khác, chẳng thể đắc, chân như tất cả pháp cũng không sai khác, chẳng thể đắc, chân như thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chân như Như Lai chẳng lìa chân như các pháp, chân như các pháp chẳng lìa chân như Như Lai, chân như Như Lai luôn luôn là tướng chân như, không lúc nào là chẳng phải tướng chân như của thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Tuy nói là tùy sanh nhưng không có chỗ tùy sanh, vì chân như thiện hiện chẳng khác Phật, chân như Như Lai chẳng phải đến đi, chân như của tất cả pháp cũng chẳng phải đến đi, chân như thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Như Lai chính là chân như Như Lai, chân như của Như Lai từ chân như quá khứ, chân như quá khứ từ chân như Như Lai, chân như Như Lai từ chân như vị Lai, chân như vị Lai từ chân như Như Lai, chân như Như Lai từ chân như hiện tại, chân như hiện tại từ chân như Như Lai, chân như Như Lai từ chân như ba đời, chân như ba đời từ chân như Như Lai, chân như Như Lai cùng chân như ba đời không hai không khác. Chân như tất cả pháp, chân như thiện hiện cũng không hai không khác, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chân như của Bồ Tát tức là chân như của Phật. Các chúng Bồ Tát do chân như, nên khi đắc Bồ Đề gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Khi Như Lai chứng đắc chân như này, 3.000 thế giới biến động 6 cách, ta đối với chân như các pháp như thế càng tin hiểu, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Thiên tử nên biết, nhưng thiện hiện ta chẳng do sắc, cho đến thức, nên từ Như Lai sanh, cũng chẳng do quả dự lưu, cho đến độc giác Bồ Đề, nên từ Như Lai sanh,
cũng chẳng do trí nhất thiết nên tưởng Như Lai sanh, chỉ do chân như nên tưởng Như Lai sanh. Thiên tử nên biết, nhưng thiện hiện ta không từ sắc thọ tưởng hành thức sanh, không từ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề sanh, nên thiện hiện ta tưởng Như Lai sanh. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, Như Lai như thế rất sâu xa vi diệu. Phật bảo Xá Lợi Tử, đúng như vậy, như lời ông nói, Như Lai sâu xa vi diệu như thế. Nên ngay khi thuyết tướng Như Lai như thế, 3000 bí xô sạch hẳn các lậu, tâm được giải thoát, thành A-la-hán, 500 bí xô ni sa trần lìa cấu, sanh pháp nhãn thanh tịnh, 5000 chư thiên đắc vô sanh pháp nhẫn, 6000 bồ tát sạch hẳn các lậu, tâm được giải thoát. Phật bảo Xá Lợi Tử, 6000 bồ tát trong chúng này từng ở chỗ 500 đức Phật quá khứ, gần gũi cúng dường, tuy tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, nhưng không giữ gìn phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa, phát sanh nghĩ tưởng sai khác, tu hạnh sai khác, nên đời này chỉ nghe pháp lớn mà tâm sạch các lậu được giải thoát. Xá Lợi Tử, các chúng bồ tát tuy có đạo bồ tát không vô tướng vô nguyện, nhưng không giữ gìn phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa, liền chứng niết bàn, rơi ở địa vị thanh văn độc giác. Xá Lợi Tử, ví như có con chim, thân nó to lớn, từ 100 cho đến 500 do tuần, lông cánh của nó chưa đủ hoặc đã suy yếu. Con chim này từ trên cõi trời 33 nhào thẳng xuống châu Thiện Bộ. Giữa đường nó nghĩ, ta này muốn quay về trên cõi trời 33. Ý ông thế nào, con chim này có thể về lại cõi trời 33 được không? Xá Lợi Tử bạch, kính bạch Thế Tôn, không. Phật bảo Xá Lợi Tử, con chim này giữa đường hoặc ước muốn đến châu Thiện Bộ sẽ khiến cho thân ta không bị tổn hại, không bị đau đớn. Ý ông thế nào, ước muốn của con chim này có được thỏa mãn không? Xá Lợi Tử bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, không. Con chim này khi tới châu Thiện Bộ, thân nó nhất định bị tổn hại, đau đớn hoặc chết hoặc gần chết. Vì sao? Vì thân của nó lớn, lông cánh chưa đủ hoặc đã suy yếu, lại từ trên cao rơi xuống vậy. Phật bảo Xá Lợi Tử, có thiện nam tử vân vân, Bồ Tát thừa cũng như thế, tùy phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, đã trải qua số đại kiếp như cát sông Hằng, xin tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, cũng tu giải thoát môn không vô tướng vô nguyện, nhưng không giữ gìn phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa, liền chứng niết bàn, rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Xá Lợi Tử, các Bồ Tát này tuy nghĩ nhớ giới uẩn cho đến giải thoát tri kiến uẩn của chư Phật ba đời, nhưng tâm thủ tướng không biết như thật về công đức chân thật của năm uẩn như thế, chỉ nghe danh tự xuông thủ tướng chấp trước hồi hướng Bồ Đề, bèn rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các Bồ Tát này xa lìa phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa nên như thế. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật dạy, nếu các Bồ Tát xa lìa phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thì tuy đầy đủ vô lượng tư lương phước đức, nhưng đối với Bồ Đề hoặc đắc hoặc chẳng đắc. Thế nên Bồ Tát muốn đắc Bồ Đề thì nhất định chẳng nên xa lìa phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa. Khi ấy Phật bảo Xá Lợi Tử, đúng như vậy, như lời ông nói. Hết quyển thứ 561.